Hôm 16 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra quan điểm chính thức của mình về Thầy Thích Minh Tuệ. Trong thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, người đàn ông mà mạng xã hội gọi là Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo, công văn này, thông báo này nêu rõ việc tụ tập mà đám đông đi theo Thầy Thích Minh Tuệ gây ra những hệ lụy, và hệ lụy rõ nhất là nhiều người lợi dụng chuyện này để tấn công vào Phật giáo và nói xấu tăng đoàn, dân dân và dân dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các giáo hội Phật giáo chi nhánh địa phương thấu hiểu, nhận thức rõ vấn đề này. Đó là Thích Minh Tuệ không phải là một tu sĩ và cần có những biện pháp để tránh tụ tập đám đông, và nếu có việc gì xảy ra thì hãy báo ngay cho chính quyền địa phương để tiện xử lý. Tinh thần của công văn là vậy, thưa anh chị. Anh chị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Theo tôi là sư hay là thầy, hay là sư hay là tăng, có quan trọng đâu phải không trên cuộc hành trình đến với Phật pháp? Có là tu, có là thầy, có mang theo giấy chứng nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có quan trọng hay không? Hành trạng đi đến sự vô ngã và chân lý không phải là một mảnh giấy, không phải là sự chứng nhận, mà là lòng thành. Đức Phật khi xưa có 84.000 pháp môn tu tập mà, thưa anh chị, trong đó có hành Đầu Đa, chứ đâu phải là phải tu ở chùa hay là phải theo hành Đầu Đa thì mới đạt đến cảnh giới mà Đức Phật muốn chúng sinh hướng đến. Thưa anh chị, chúng tôi nghiên cứu Phật pháp và chúng tôi không bao giờ cho rằng phương pháp tu của hành Đầu Đà của Thầy Thích Minh Tuệ là khó hơn phương pháp tu như hiện nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là theo tăng đoàn, theo tổ chức. Điều gì nó cũng có sự cám dỗ nghiệt ngã của nó, sự cám dỗ nghiệt ngã của những người tu ở chùa, trong những ngôi chùa đẹp đẽ như chùa Ba Vàng, thiện nam tín nữ như thế, sắc giới như thế, tiền bạc như thế, sự tôn trọng như thế, hình thức như thế, nó còn cám dỗ nghiệt ngã gấp trăm lần đôi chân trần của Thầy Thích Minh Tuệ. Và chúng tôi nói như thế để chúng tôi thấy rằng không phải chúng tôi thấy điều lạ, hoặc chúng tôi đi từ cực đoan này đến cực đoan khác. Kính thưa các sư thầy ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thầy Thích Minh Tuệ cũng nói rằng con không phải là sư, con cũng không phải là thầy, con chỉ là một công dân học tập theo lời của Đức Phật, và cũng con cũng không muốn trở thành sư hay con cũng không muốn trở thành thầy gì cả. Câu trả lời đã rõ ràng rồi, con đám đông thuần thành đi theo Thầy Thích Minh Tuệ, họ không có lỗi gì cả. Đó là những người Phật tử thuần thành hướng Phật, họ giác ngộ con đường của Phật bằng cách riêng của họ. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người thì chúng ta phải đánh giá về nhận thức. Có này hàng ngàn người, vài ngàn người, hàng chục ngàn người thì như thế nào? Không phải như vậy. Còn các nhóm YouTuber thì 100, 200 người thôi, và các Phật tử người ta cũng đã, chính quyền địa phương cũng đã có biện pháp cách ly ra khỏi Ngài Thích Minh Tuệ rồi. Thưa các chị, như vậy rõ ràng rằng là chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào, một cách hợp lý và hài hòa, không cực đoan và cũng không chống ai cả, nhất là chống lại sự thật. Không phải như vậy, không nhân danh tổ chức để chống lại sự thật hay một cá nhân nhỏ bé nào cả. Sự vĩ đại của Ngài Thích Minh Tuệ không phải là đám đông đi theo Ngài đâu, nó sẽ còn nhiều hơn nữa, thưa các anh chị. Nhưng mà sự vĩ đại của Ngài đó là mang thông điệp của Đức Phật đến cho chúng sinh đúng lúc nhất, đúng lúc nhất. Chúng ta thấy rồi, bao nhiêu chuyện đang xảy ra, bao nhiêu chuyện đang xảy ra. Con người chúng ta chạy theo đồng tiền. Người Việt bây giờ nói cái gì ra cũng có màu sắc đồng tiền, cũng có ngụ ý, gợi ý về tiền trong đó, và chúng ta làm cái gì cũng vì tiền hết. Và điều đó cũng hợp lý thôi. Người cần lao chúng ta không làm ra tiền thì tiền đâu đóng học phí cho con, tiền đâu đóng tiền nhà. Ở trên TikTok, trên mạng xã hội có một thời gian có một trend rất hay là có mấy cô đó la lên mệt mỏi quá rồi nghỉ làm thôi,
thì có ai đó nói cho tay của nó tiền nha, tiền đâu đóng tiền nhà. Đúng là một thứ áp lực khủng khiếp. Đời sống dẫn chúng ta đến chỉ còn biết kiếm tiền mà thôi, và nói cái gì ra suy nghĩ trong đầu ra cũng phải là vì tiền. Nhưng không chỉ người cần lao, người giàu cũng vậy, người giàu cũng vậy thưa các anh chị, người giàu cũng vậy, họ kiếm tiền lao đầu vào kiếm tiền như điên và tích trữ tiền, rồi tích trữ đất đai, cuối cùng để làm gì? Không để làm gì cả. Chúng tôi nói về trường hợp gia tộc ông Trần Quý Thanh, và những cô con gái là những người rất thành công trong việc sản xuất và tiêu thụ sale nước giải khát, nước giải khát như chúng ta đã biết, và họ vươn mình lên trở thành một nhà nước sản xuất nước giải khát hàng đầu châu Á, ngang tầm với Pepsi, với Coca-Cola. Nhưng điều đó không làm họ thỏa mãn, họ muốn còn có tiền nhiều hơn nữa, và bất cứ ai ngăn chặn hoặc là có đe dọa, có ảnh hưởng đến quá trình tìm ra tiền, làm ra tiền của họ tiếp tục nữa là họ sẽ tiêu diệt, tìm mọi cách tiêu diệt. Một anh bán tạp hóa như Minh Rui thấy một con ruồi trong chai Đỗ Tư Thanh và nghĩ rằng đây là một cơ hội kiếm tiền của mình, và họ lập tức gài bẫy đẩy anh này vào tù trong phiên tòa. Khi Minh Rùi ôm đứa con mình trong lòng và quỳ sập xuống chân cô Trần Nguyên Phương, cô ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi. Hay là khi bà Đặng Thị Kim Oanh cũng quỳ xuống dưới chân Trần Nguyên Phương, trăn nỉ cô giải chấp cho một số tiền, thì cô cũng lạnh lùng bỏ đi. Và thật là họ giàu đến như thế mà còn làm thêm tiền để làm gì? Họ chỉ có niềm vui. Tôi nghĩ những người chơi cho họ niềm vui là nhìn tiền trong tủ và nhìn mở điện thoại lên, nhìn tài khoản ngày càng dày lên, ngày càng dày lên. Và họ quên cả những sinh hoạt bình thường nữa. Người ta tưởng là cô Quỳnh Nguyên Phương là sẽ xài sang lắm, không có, cô như bình thường mà cũng không có một cái túi hàng hiệu cho nó ra hồn nữa. Không phải, cô mua một ngàn cái một lần cũng có nữa, không mua, không thích gì cả, chỉ thích tiền thôi. Và bị ám ảnh mức độ bất cứ ai ngăn cản con đường kiếm tiền của gia tộc họ là họ tìm cách tiêu diệt. Tiêu diệt khủng khiếp đó như vậy. Hay bà Trương Mỹ Lan, cả triệu tỷ đồng trong tay kiếm tiền và không bao giờ dừng lại được, kiếm tiền, nhìn ở đâu cũng thấy tiền, nhìn đâu cũng âm mưu. Và cuối cùng như thế nào, trong lời nói sau cùng trước to, bà Trương Mỹ Lan nói rằng tôi bây giờ tôi đã có thời gian rất nhiều tiền, nhưng bây giờ tôi chỉ ước mơ được ăn bữa cơm chiều với chồng của mình, với con của mình, với cháu của mình. Nhưng e rằng điều đó không bao giờ thành hiện thực, không bao giờ xảy ra nữa. Và thưa các chị, đúng như vậy. Hay là các quan chức của chúng ta, có những người như tôi là những ông anh của chúng tôi, những người chơi thân mật chúng tôi, khi ra đi chỉ hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng thôi. Khi trở về có cả gian sang trong tay. Chế độ nhà nước, sự bổng lộc, sự yêu thương của người dân và các bạn đồng liêu, sống 7-8 đời cũng không hết, đừng nói 3 đời, nhưng vẫn lao vào âm mưu sân trước sân sau, rồi kết thúc sự nghiệp chính trị một thật là nhục nhã. Nhục nhã. Bây giờ hồi xưa đi đến đâu cơ đen kèn trống, còn bây giờ đi vào một cái đám ma, một cái đám cưới, các anh chị xem một clip rồi, người ta nhìn thấy rồi quay một người khác kiểu khinh bỉ, khinh miệt như thế. Có người ta sống ngoài tiền ra còn dinh dự nó, thưa anh chị, làm thế nào như vậy, chạy theo đồng tiền đến như vậy. Là chúng tôi đã nói rồi, tóm tắt một số việc như thế đã thấy rằng cái gì, người Việt chúng ta trong một xã hội mặc định đồng tiền là quyết định tất cả, đã bỏ những giá trị tinh thần cao quý và căn bản lương thiện của người Việt để chạy theo đồng tiền. Và chúng tôi đã dẫn chứng từ người cần lao đến người giàu và quan chức. Và khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện với nét mặt khắc khổ, những ngôn ngữ thô kệch khô cứng nhưng rất thật thà trơn chất, và lối sống khổ hạnh, tu khổ hạnh không màng gì đến vật chất hết, chỉ bù buổi cơm trưa cơm chay, ăn gì cũng được hết, uống nước rồi ngủ dưới cốc cây, dưới cội cây, ngủ trong căn nhà quan, ngủ ở nghĩa trang, bỏ mặt những giá trị vật chất phía bên ngoài thì hướng về giá trị tinh thần mà thôi. Hình ảnh của thầy đã đánh thức sự căn bản lương thiện
những giá trị về mặt tinh thần của người Việt. Cho nên chúng ta thấy rằng hàng chục ngàn người khi thầy đi ngang qua Hà Tĩnh, người ta đi theo thầy, theo thầy. Mà tôi nhìn clip đó tôi rất xúc động, tự nhiên tôi nhớ đến một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu mà chúng tôi đã học từ hồi trung học phổ thông. Từ nãy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Một sự giác ngộ tự nhiên, chứ có gì sự giác ngộ tự nhiên. Thế ra đạo Phật là đơn giản như thế, không phải là vào tàng kinh các, không phải là viết ra 3.700, 3.600, 7.200 bộ tạng kinh rồi mới giác ngộ, không phải cúng dường hết cái này cái kia rồi mới giác ngộ Đức Phật. Tự thân Đức Phật, tự thân sự giác ngộ chúng ta là lẽ bình thường, và nó đến bất cứ lúc nào chúng ta không thể biết trước được, không biết được trong cuộc đời này. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói rằng ông Thích Minh Tuệ, người đàn ông trên mạng xã hội mang tên Thích Minh Tuệ, kiểu dùng từ ngữ như thế, không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không phải là sư thì sao, không phải là tu sĩ thì sao, không phải là thầy thì sao. Chính Thích Minh Tuệ đã nói điều đó: con không phải là sư, con không phải là thầy, con chỉ là một công dân học tập theo lời Phật dạy, và con cũng không muốn mình trở thành sư, không muốn trở thành thầy, thầy gì cả. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói tiếp. Trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký có một nhân vật rất hay, đó là Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn, ông này là một người văn võ song toàn, với môn sư tử hống hống lên một cái là quần hùng ngã ra chết xỉu hoặc là chết luôn, khủng khiếp, võ công cái thế giang hồ. Nhưng mà rơi vào bi kịch, sư phụ mình chính là kẻ đã gây hại cho gia đình mình tan nát, và trên con đường tầm cù của mình, truy lùng thành khôn, Hổ Nguyên Phích Thủ Thành Côn, Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn đã nhúng hai bàn tay mình vào máu, đầy máu tươi tanh tưởi của người lương thiện. Người lương thiện tưởng chừng như không bao giờ quay đầu vào bờ được nữa, kiếp nạn lớn quá. Và bi kịch của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn là không bao giờ có đường quay về nữa, ma chướng nghiệt ngã đến như thế. Nhưng những ngày Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn bị giam dưới địa lao trên chùa Thiếu Lâm, nghe tiếng chuông chùa, nghe tiếng tụng niệm của ba vị đại sư đã thức tỉnh phần con người, phần lương thiện của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Ông đã tự hủy võ công của mình và chấp nhận cho những kẻ thù của mình ra tay bất cứ kiểu gì cũng được, ra tay kiểu gì cũng được. Và cuối cùng thì họ tha thứ cho ông, và ông quyền xuống cấp tu hành, và ba vị cao tăng của chùa Thiệu Lâm đã nhận ông vào làm đệ tử. Thì ông rất nhanh chuyên bị được vị trí nó rất cao trong giới tu tập. Thì những vị sư này đã nói với ông rồi: sư thì sao, thầy thì sao, thích thì sao, vân vân và vân vân, các danh hiệu trong chùa thì sao, nó không có ý nghĩa gì cả, tất cả đều bình đẳng trước Đức Phật. Thưa anh chị, quá hay phải không? Hay là chúng tôi kể câu chuyện của chính mình trong con đường trở thành Phật tử như thế nào? Thưa anh chị, tôi như các chị đã biết rồi, vào những năm 1900-2000, tôi cùng với anh Quy Đức là những nhà báo rất nổi tiếng. Mà nổi tiếng thì danh lợi đến, thưa anh chị. Ngoài là nhà báo nổi tiếng, tôi còn là một người nổi tiếng trong giới anh em xã hội nữa. Và trong thời gian đó, chỉ có thực lực mới chứng minh được tên tuổi của mình thôi. Tuổi trẻ sôi nổi, chúng tôi không kể lại những câu chuyện đó nữa, thưa anh chị. Nó là một chương buồn trong cuộc đời. Sau đó thì khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án 5 cam và đồng bọn, thì chúng tôi đi trên từ nhà trường ở Không Môn đi xuống cơ quan báo tuổi trẻ làm, đi đến hợp tác xã Xuân Lộc thì bị dàn dựng một tai nạn giao thông, đâm chiếc xe rim vào một chiếc taxi và bị quay bắt. Chúng tôi biết chúng tôi đã bị bắt rồi. Sau đó thì xảy ra rất nhiều cuộc hỏi cung, chúng tôi cũng không tiện nêu lại những chuyện đó và chúng tôi vào một buồng giam ở trại giam T16 của Bộ Công an. Và tại đây tôi gặp Trần Văn Giao, lúc đó có nguy cơ bị án tử hình,
và bị xích chân lại. Thằng Giao quay mặt vào tường, mà tường đầy nhà phòng giam đầy phân người của thằng Giao. Thằng Giao lúc đó chắc giả điên hay sao, còn đây là một anh bạn khác nữa tên là Hải. Thì anh Hải giải thích cho tôi là thằng Giao như vậy vậy, anh bị điên, không biết là giả điên hay là gì tình, lúc nào cũng nhìn vào vách cả. Trinh ơi, Trinh biết không Trinh? Trinh đây là cô diễn viên Việt Trinh, người yêu cũ của anh ở ngoài xã hội. Xin lỗi cô Việt Trinh. Tôi cũng khuyên anh Trần Giao đủ điều và xin đăng ký gặp giám thị, mà giám thị đồng ý thả xích cho anh này ra và cho cải tạo cái buồng nó lại cho sạch sẽ hơn, với điều kiện là đừng quậy phá dân dân và dân dân. Tôi đồng ý hết mà tôi bảo lãnh. Cuối cùng thì giám thị cho làm điều đó. Rồi tôi ở đó trong những ngày đầu tiên ở trong trại giam, đủ thứ chuyện xảy ra thưa các anh chị. Và trong một đêm đó tôi đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng chuông chùa, và lòng tôi nhẹ tên, thức tỉnh thật sự, và cảm thấy những gì mình đang trải qua và sẽ trải qua nữa là một sự trả giá bình thường của cuộc đời này. Hãy vui vẻ đón nhận nó một cách có bản lĩnh. Sáng hôm sau thông tin tôi định hỏi anh bạn Hải và thằng Giao là tiếng chuông chùa gì thì bị đổi xuống một nơi khác gọi là lò luyện thép. Tại vì cán bộ điều tra cho rằng tôi quen nhiều người ở bộ công an, nên ở đây cái bộ công an là đối xử tôi quá nhân minh chăng, đổi xuống lò luyện thép. Và cuộc đời cứ như thế trôi qua thôi anh chị. Mà sau này khi tôi cải tạo xong rồi trở về với xã hội, tôi đến cái khu vực đó ngay đường Nguyễn Trãi hỏi thì người dân ta nói rằng ở đây không có khu vực trại giam, trong đây bộ công an, ở đây không có chùa nào cả, chỉ có nhà thờ Nguyễn Trãi. Mà có lẽ tiếng chuông mà anh Hoàng Linh nghe là tiếng chuông của nhà thờ Nguyễn Trãi. Nhưng thưa anh chị, chuông chùa thì sao, chuông nhà thờ thì sao? Vẫn là sự thức tỉnh của một đấng mầu nhiệm nào đó trao cho chúng ta đúng lúc. Như vậy thầy Thích Minh Tuệ không phải tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sao? Không phải sư thì sao? Không phải thầy thì sao? Và năm xưa Đức Phật Thích Ca, Đức Thế Tôn của chúng ta có ai cấp cho cái này cái chứng nhận là nằm ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, một giáo hội Phật giáo hay Phật giáo Tây Tạng hay là giáo hội Phật giáo nước nào đâu? Không có. Không có. Thầy Thích Minh Tuệ cũng vậy, thầy đến với chúng ta như là một sự mầu nhiệm nào đó. Thầy có thể đi nữa, đi mãi, hay là thầy dừng lại, hay thầy đột nhiên biến mất, hay thầy thất bại, hay thầy như thế nào đó, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng, thầy Thích Minh Tuệ đã gửi đến chúng ta thông điệp của Đức Thế Tôn, đó là mỗi người đều có quyền hướng đến một tín ngưỡng nào đó, một tôn giáo nào đó bằng cách riêng của mình. Và giá trị của con người ngoài những giá trị về vật chất còn có những giá trị của tinh thần, và chính những giá trị tinh thần này mới làm gắn kết cộng đồng và làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.